danh ca Thanh Tuyền nhập viện khẩn cấp tại Mỹ. Tối nay, danh ca Thanh Tuyền đã gặp một tai nạn nghiêm trọng khi đang đi lưu diễn tại Seattle, Mỹ. Tại show diễn, cô đã bị vấp ngã sau hậu trường, khiến cho mọi người xung quanh hốt hoảng. Thanh Tuyền phải nhờ đến ca sĩ Cao Thái Sơn và MC Nguyễn Cao Kỳ duyên đỡ mình đứng dậy. Ngay sau đó, nữ danh ca đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Tuy sức khỏe chưa bình phục, giọng nói còn khá thều thào, nhưng danh ca Thanh Tuyền vẫn cố gắng quay lại một clip ngắn để gửi lời xin lỗi đến Quang Lê và khán giả. Vì tai nạn này mà cô đã không thể tham gia live show hát trên quê hương của nam ca sĩ vào tối ngày 6 tháng 1 vừa qua. Quang Lê ơi, cho mẹ gửi lời xin lỗi. Mẹ không về được vì ba bệnh, rồi tới phiên mẹ bệnh nữa. Ngày hôm 31, mẹ hát ở Seattle rồi bị té ở chỗ hát. Mẹ nhờ Cao Thái Sơn đỡ mẹ, có Nguyễn Cao Kỳ duyên nữa. Bây giờ mẹ nằm trong bệnh viện, con xin lỗi dùm khán giả cho mẹ. Thật sự, mẹ cũng muốn bay về chỗ con nhưng cái không may cứ xảy ra liên tiếp. Tối đó mẹ bị té ngã sau hậu trường, giờ mẹ phải về bác sĩ khám, không người ta không cho lên máy bay. Hiện tại, mẹ cũng bệnh lắm, con xin lỗi khán giả dùm cho mẹ. Cảm ơn con, danh ca Thanh Tuyền nói. Gặp tai nạn nghiêm trọng khi biểu diễn, danh ca Thanh Tuyền tiều tụy trên giường bệnh. Bệnh gì khiến danh ca Thanh Tuyền hủy show diễn đầu tiên của mình? Bệnh gì khiến danh ca Thanh Tuyền hủy show diễn đầu tiên của mình vừa qua? Nữ danh ca Thanh Tuyền có buổi gặp gỡ báo chí để chia sẻ về live show tại quê hương sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 12. Bà cho biết mình rất háo hức, mong chờ biểu diễn khoảng 25 ca khúc trong đêm nhạc ý nghĩa lần này. Tuy nhiên, sau khi biểu diễn và trở về từ Đà Nẵng, nữ ca sĩ bất ngờ bị ốm nặng, không thể hát. Vì vậy, live show Tình Một Ngày Tình Cũng Trăm Năm chính thức được rời lại vào một thời điểm khác. Ban tổ chức đã gọi điện và hoàn lại tiền vé cho tất cả khán giả. Nữ danh ca Thanh Tuyền vì sức khỏe không đảm bảo nên đã rời live show Tình Một Ngày Tình Cũng Trăm Năm sang một thời gian khác. Thanh Tuyền chia sẻ với Zing.vn, việc phải ngừng show ngay sát ngày diễn làm tôi cảm thấy rất buồn, không ngờ giờ chót lại bị bệnh. Sức khỏe không đảm bảo khiến tôi cảm thấy không an toàn để biểu diễn. Tôi và ban tổ chức thống nhất với nhau sẽ rời sang một ngày khác để show diễn có thể diễn ra trọn vẹn hơn. Theo VnExpress, hiện Thanh Tuyền đang được người nhà chăm sóc. Ban tổ chức cho biết, khi khỏe hơn, danh ca sẽ về Mỹ. Những người thực hiện chương trình đã gọi điện xin lỗi và trả lại tiền vé cho khán giả. Các ca sĩ khách mời tham gia đêm nhạc đều được thông báo về sự cố này. Họ thông cảm và không yêu cầu bồi thường hợp đồng. Theo ban tổ chức, họ bị thiệt hại một số tiền trong việc quảng bá và thuê địa điểm để làm live show. Dự kiến live show sẽ được tổ chức lại vào thời điểm phù hợp, có thể là tháng 3 năm 2017 cũng tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin tiểu sử ca sĩ Thanh Tuyền. Thanh Tuyền tên thật là Phạm Như Mai, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1949, là một ca sĩ thành công với dòng nhạc vàng Việt Nam. Bà đã thành danh tại miền Nam Việt Nam từ trước năm 1975 và sau này tiếp tục nổi tiếng ở hải ngoại. Thanh Tuyền đã tổ chức live show biểu diễn đặc biệt kỷ niệm 50 năm ca hát tại Việt Nam. Thanh Tuyền gặp được nhiều may mắn khi đến với lĩnh vực nghệ thuật. Thanh Tuyền ký hợp đồng với hãng đĩa Continental của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông vào hè 1964, rồi chuyển về Sài Gòn học trường Lê Văn Duyệt cho đến hết lớp 12. Vào năm 1966, Thanh Tuyền mới thật sự được biết đến rất nhiều với Đà Lạt Hoàng Hôn và nhất là Nỗi Buồn Hoa Phượng. Từ năm 1967 đến 1968, Thanh Tuyền hát song ca cùng ca sĩ Chế Linh rất thành công, đã trở thành một hiện tượng được nhắc đến nhiều nhất vào thời gian đó và cho đến ngày nay vẫn được mọi người ngưỡng mộ. Hiện tượng này cũng được tạo dựng nên bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông vào thời kỳ Chế Linh đang cộng tác với hãng đĩa Continental của ông. Vì muốn có sự thay đổi và nhất là tránh cho thính giả nhàm chán với những nhạc phẩm đơn ca nên ông đã đưa ra sáng kiến là để Thanh Tuyền song ca với Chế Linh. Đĩa nhạc đầu tiên trong đó có nhạc phẩm Hái Trộm Hoa Rừng của Trương Hoàng Xuân được tung ra thị trường và trở thành ăn khách một cách không ngờ. Những hãng đĩa khác sau đó đã tiếp tục khai thác để mời Thanh Tuyền, Chế Linh hát cặp. Năm 1978, Thanh Tuyền cùng gia đình di cư đến Hoa Kỳ và định cư ở Washington rồi đến Houston, Texas. Thanh Tuyền có tất cả 4 người con, 2 trai 2 gái đều thích âm nhạc, trong số chỉ có Sela, con thứ 3 theo nghề ca sĩ. Con trai đầu của bà hiện đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ và là chồng của nữ ca sĩ, nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền. Con gái đầu thì theo học ngành dược và người con trai út thì còn đang đi học. Gia đình bà, ngoài bà và cô em Sơn Tuyền, lần đầu tiên được bà đưa vào hát trong băng nhạc Thanh Tuyền 6. Bà còn có một người em gái khác tên Ngọc Tuyền có một giọng hát hay và đã từng đi hát tại Việt Nam. Nhưng chẳng may Ngọc Tuyền bị mất khi mới được 31 tuổi. Danh ca Thanh Tuyền, bây giờ tôi sống tính trong từng phút từng giây. Tôi sợ những danh xưng to lớn lắm. Đừng dùng từ đại danh ca để gọi tôi. Danh ca Thanh Tuyền chia sẻ. Mới đây, tại một chương trình livestream, danh ca Thanh Tuyền đã lên tiếng khi được gọi là đại danh ca. Bà nói, đại danh ca chỉ là danh từ thôi.
Với riêng tôi, tới giờ này tôi cũng chưa hiểu chữ đại hay tiểu là gì hết. Tôi chỉ biết, cuộc đời tôi sinh ra tới bây giờ đã 75 tuổi rồi vẫn được ngồi đây là mừng lắm rồi. Cuộc đời phải có trẻ có già, tôi cũng không che giấu rằng mình đã già. Ở tuổi này mà tôi vẫn ngồi được ở đây là do tình thương của quý vị khán giả. Nếu không được khán giả thương thì làm sao vượt qua khó khăn để tồn tại. Nghệ sĩ nào cũng vậy, không có người thương thì làm sao sống. Bởi vậy, tôi sợ những danh xưng to lớn lắm. Đừng dùng từ đại danh ca để gọi tôi. Tôi còn nghĩ, chắc ghi hình số Thúy Nga Paris Be Night sắp tới là tôi xong rồi. Cái này là tôi nói thật. Con người phải biết đến lúc dừng lại. Tất nhiên, tôi không bao giờ dám nói chia tay hay giã từ sân khấu nhưng nói thật. Bây giờ tôi sống tính trong từng phút từng giây chứ không dám tính trong tương lai sẽ hát tiếp với Thúy Nga. Tôi chỉ nghĩ, nếu có dịp gặp nhau thì cứ nên gặp vì sau này không biết có còn cơ hội để hát, để gặp mọi người nữa hay không. Sau này nếu tôi có biến mất thì các em vẫn có những cuốn băng để nghe. Sóng vỗ em ơi hãy nhìn kìa đào ngọc đang xây phố mới ô kìa đẹp quá cáp treo hòn thơm em ơi có đẹp không quê anh đào ngọc biển đào kiên giang lung linh quyến rũ em ơi hãy nhìn kìa đào ngọc đang thấy áo mới cô kia đẹp quá gấp treo hòn thơm em ơi lắng nghe tiếng chim bìm bìm đường cây thông ngoài rừng hát hát ru em khúc ca hoàng hôn phú quốc mến yêu với bao niềm tin dương đông quê mình đường phố khang trang dừng hát ru em khúc ca bình minh biển hát ru em giai điệu hoa